Đồ cau Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 29 tháng 11, bên em xin gửi đến mọi người video số 275 là một số cây cần tay chất liệu là carbon hàng Nhật Bãi, bao gồm có cần lóng ngắn và cần lóng dài, và shop em là ở bên quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và bên em sẽ ship COD toàn quốc cho mọi người luôn ha. Và mọi người yêu thích kênh thì cho em một nút like và một nút đăng ký nha mọi người. Em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng cái mã hàng. Mọi người mua thì nhắn giùm em cái mã hàng nha. Đầu tiên sẽ là mã T680 680 nha mọi người. Là một cây cần lóng ngắn của Daiwa. Cây này thì ngoại hình nó hơi bị cũ theo thời gian và nó cái phần da nó hơi bị dợp nha mọi người. Chiều dài trên thân cần để là 5m3, nhưng mà chiều dài thực tế em đo lại là 5m1 và đọt là 0.7 ly. Mọi người đây, không biết cái đọt này có lai đọt không, mà cái đọt này là rất là bé luôn. Đọt này là có 0.7 ly thôi. Và độ cứng của cây này thì khoảng là 1H 1H rưỡi thôi nha mọi người. Đây, ngay cái phần phần phôi của nó thì nó có bị hơi bị dợp da đây mọi người. Đây, xoắn hai da, nhưng mà cây này bị cũ nhiều nha mọi người. Hai da nhưng mà bị cũ nhiều luôn. Đây mọi người, trầy xước với lại hơi bị cũ theo thời gian nha mọi người. Và cây này thì nó nhẹ là 120g, thu gọn là 49cm. Đây mọi người, nó bị cũ theo thời gian, còn hàng thì không có bị lỗi gì nha mọi người. T680 này để cho mọi người giá 1/3 thôi nha, 550.000 là đã được bao ship nha mọi người. Đây, mọi người mua thì coi kỹ giúp em ha. T680. Đây mọi người, nó hơi bị dợp cái lớp da xíu thôi nha, còn lại thì phôi cũng còn rất là ok, không có bị dập bể gì hết. T680 550. Tiếp theo là lông ngắn nữa mọi người. T681 mọi người. Một cái cần dài 4m5. Cần của Trung Quốc sản xuất mọi người. Cây này thì là màu xanh. Dài 4m5. Có bị dính keo ở lóng ngoài nha mọi người. Đối với cần carbon thì mọi người mua thì sẽ có đầy đủ nắp và bao nha. Tuy là nó không còn zin, cây nào còn thì là nút zin, còn lại là em sẽ kiếm nút cao su bỏ cho mọi người để mọi người về tiện đi câu ha, bảo vệ cái đầu đọt. Và cây này đọt nó có 0.7 ly thôi nha mọi người, 0.7, độ cứng thì cây này khoảng 2H thôi. Một cây cần lóng ngắn. Cây này thì nó cũng nhẹ lắm mọi người, có 130g thôi nha mọi người. Cũng còn đẹp, chỉ có điều là nó hơi bị dính sơn. Em xin lỗi, bị dính keo chứ. Keo ở cái lóng ngoài á. Đây mọi người, mọi người về thì vệ sinh lại giúp em. Và T681 này giá là 550.000 nha mọi người. Độ dài thu gọn nó thì cũng khoảng 55-56cm nha mọi người. Đây, cái cây này lúc nãy em quên đo độ dài rồi. T681. Tiếp theo là CT682. Một cây cần dài 5m2. Cây này thì độ dài trên cần nó để 5m4, nhưng mà độ dài em đo lại là 5m2. Có bị trầy xước và đọt rất là bé luôn. Đọt cây này có 0.6 ly nha mọi người. Độ cứng chắc tầm 1H thôi, 1H rưỡi thôi. Và cây này nó có hơi bị lỗi một chút xíu ở cái phần lóng này mọi người. Để em quay cho mọi người coi nha. Cây này thì đây, ngay những cái phần này thì không bị gì cả nha mọi người. Đây, ngay cái phần lóng này đây mọi người, không, lóng này cũng không bị. Chờ em xíu nha, cây này nó có bị lỗi một một đốt, một lóng chứ. Nó hơi bị nứt ở cái đầu lóng một xíu thôi mọi người. Đây, nên em cũng để giá bình dân cho mọi người nha. Mọi người về thích thì đi chỉ lại câu bình thường nha mọi người. Đây,
ngay cái phần này mọi người, nó hơi có cái mít đây, nhưng mà nó không có bị nứt lóng nha mọi người, nó chỉ là bị ở trên bề mặt thôi, ăn sâu xuống phần phôi một chút xíu thôi, chứ còn không có bị nứt ra ngoài nha mọi người. Đây em siết chặt nhưng mà nó vẫn không có bị nứt ra, đây nó bị một tí đó thôi nha mọi người, về mọi người chịu khó đi chỉ lại. Còn nếu mà mọi người không có thì có thể nói em đi chỉ lại cho mọi người nha, và em cũng để giá bình dân nha mọi người thôi. Cây này ở đây nó có bị trầy đó mọi người, đây em sẽ quay kỹ cái phần bị trầy cho mọi người theo dõi ha. Đây có bị trầy xước nè, trầy lóng này cũng có trầy mọi người, trầy thôi chứ còn không có bị dập nha. Dập thì em đã quay ở cái đầu lóng kia thì nó hơi bị nứt ở cái phần lóng một xíu thôi, không có ăn sâu vào trong phôi nha mọi người. Cây này nó nặng 140 g, dài 5m2 mà nặng 140 g, thu gọn 54 cm. D682 này để cho mọi người là giá 500 nha mọi người. Đây 500 nha mọi người, vì câu thì vẫn còn tốt nha mọi người. Ngay cái phần đó thì mình đi chỉ lại thôi là rất là ok luôn. T682 500, T683, cây này là cây dài 4m5 của Hàn Quốc sản xuất nha mọi người. Có bị dính keo sơ ở phần đây, nó có quấn một lớp chỉ mọi người. Dài 4m5, đọt 0.8 ly, cây này độ cứng cũng khoảng 1,5 h. Phôi cũng còn đẹp nha mọi người. Đây hơi bị trầy xước một xíu thôi nha mọi người, cái này ngoại hình cũng còn ok. Và nặng 140 g, thu gọn 56 cm, T683, 580 ngàn. Một cây cần Hàn Quốc xuất Nhật. Tiếp theo T684, dài 4m5, đọt 0.8 mọi người. Cây màu trắng bạc, nhẹ 150 g, thu gọn là 56 cm. Cây này còn có nút zin của nó luôn mọi người. Đây, đọt cây này là nó có 0.8 thôi, độ cứng thì khoảng 2h. Màu bạc, phủ bạc nha mọi người. Ngoại hình thì cũng còn ok mọi người. Cây này là dạng carbon nha mọi người, chứ không phải là pha nha. Đây carbon này. Và T684 giá 580 ngàn, dài 4m5, nhẹ 150 ngàn, 150 g nha mọi người, còn nút zinc luôn. Tiếp theo là T685, một cây dài 4m8, cây này độ dài thực tế là 5m4 nha mọi người, carbon Kenju, nhưng mà cây này nó cũng có bị một cái lỗi nhỏ của hãng Siêu Star, tem vàng xuất Nhật. Cây này thì ngay cái lóng thứ hai từ gốc đi lên là mình không có lấy cái lóng này ra được mọi người. Đây mình kéo thì nó cũng không có ra, hình như là nó bị lỗi sau đó là người ta trích trong này rồi. Đây mọi người, nên là chiều dài thực tế bây giờ nó còn có 4m8 thôi, 4m8 và đọt là 0.7, độ cứng tầm khoảng 2h. Phôi thì còn rất là ok, chỉ có điều ngay cái chỗ cái khúc nối đó, cái khúc lóng đó thì không có kéo ra được nha mọi người. Phôi cũng còn đẹp mọi người. Đây, lóng này là không có kéo ra được. Lóng thứ hai từ gốc đi lên. Nặng 240 g, thu gọn 51 cm. T685, dài 4m8, để cho mọi người 500 nha mọi người. Đây. 500 ngàn giá rất là đẹp luôn ha. Cái này nó hơi nặng mọi người. T685, 500. T686, dài 5m4. Cây này của Queen Rosa của Trung Quốc xuất Nhật nha mọi người. Và chiều dài 5m4, đọt cây này 0.8 ly. Cây này cứng, cứng cũng thấp nha mọi người, đầu bô chống sắn, cứng tầm 1,5 h, 2h thôi mà mọi người. Phôi thì cũng còn rất là đẹp. Đây mọi người,
Và nó nặng là 200 g, dài 5m4, T686, thu gọn là 56 cm, mọi người giá 780.000 nha. Cần còn rất là đẹp. Tiếp theo cũng là một cây lông ngắn nữa, T687. Cây này cứng trung bình thôi mọi người, của hãng Osaka. Thu gọn cây này là 58 cm, dài 5m4, còn có nút zin bằng gỗ luôn mọi người. Đọt thì cũng rất là nhỏ, 0.7 ly thôi nha mọi người. Độ cứng cây này cũng khoảng 1.5 2 h thôi. Nói chung là những cây cần này thì phù hợp cho mọi người câu cảm giác thôi. Phôi còn đẹp. Phôi cây này còn đẹp. Và nó nhẹ là 210 g, thu gọn 58 cm, dài 5m4, T687, giá là 780.000. Rồi tiếp theo là T688, mọi người, dài 4m5. Cây này là Super Carbon. Ngoại hình thì cũng còn rất là ok. Ở đây nó hơi bị xước một miếng nha mọi người đây. Đọt là 0.7 ly. Độ cứng cây này cũng khoảng 2 h. Phôi đẹp nha mọi người. Carbon vâng. Ngoại hình còn ok. Và nặng là 130 g, thu gọn 54 cm, T688, dài 4m5, giá 630.000. Mọi người cần thêm thông tin về cần thì cứ nhắn Zalo cho em nha. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu đến mọi người một số cây cần lóng dài. T689 là một cây cần dài là 2m7. 2m7, cây này của hãng Tsuyumi, tem vàng xuất Nhật, dài 2m7. Ngoại hình đó mọi người, nói chung có trầy xước không đáng kể. Đọt cây này thì là 0.8 ly, nặng 200 à, nặng là 60 g. Độ cứng cây này tầm 2 h. Và những cây cần lóng dài này thì thu gọn tầm 1m, 1m1. Em không đo độ dài thu gọn nha mọi người. Mọi người cần thông tin về độ dài thu gọn nhắn giùm em đo cho mọi người cụ thể nha. T689 550.000. Cây cần Tsuyumi dài 2m7. T690, một cây cần dài 3m9 mọi người. 3m9. Tay cầm được cuốn nhợ. Và đọt cây này là 0.1 ly, đọt 1 ly. Độ cứng khoảng 2 h. Có bị xước dâm nha mọi người. Nặng 100 g, T690 giá 700. Tiếp theo là T691, dài 4m2. Đọt 0.9, nặng 100 g. Tay cầm được quấn nhợ. Đọt 0.9, độ cứng cũng khoảng 2 h nha mọi người. Màu đây mọi người, màu nho ha, màu nho chín nè. Trầy xước ít nha mọi người, cái này trầy xước cũng ít. Và T691 giá là 650.000. Tiếp theo là T692, một cây cần đai hoa mọi người, cây đai hoa. Dài 6m3. Hàng nội địa Nhật. Cây này thì cái đọt rất là mỏng nha mọi người, cũng là 0.7 ly và nó dài nên là khi kéo ra thì nó cũng cong lắm nha mọi người. Đây mọi người mua thì coi kỹ hàng giúp em nha. Đọt cây này khi mà cầm vào thì thấy rất là dịu luôn á mọi người, chắc cứng tầm 1.5 h thôi. Đọt cây này dịu. Không biết câu thể loại gì đây mà rất là dịu nhưng mà lại dài nữa, thì kéo ra cây cần này rất là võng luôn. Câu mương, chắc là câu mương cá bé thôi mọi người, chứ câu dòng này thì rất là yếu nha. Và cây này thì thân nó bé mọi người. Thân cây này có 14 ly thôi và nó nhẹ là 130 g, dài 6m3, T692 giá 850.000.
cây cần đây qua. Rất là gọn và nhỏ nha mọi người. T692 850. T693, một cây cần 3 m, cây này của hãng Chibu, dài 3 m, tay cầm được cuốn nhợ, đọt 0.9, ngoại hình còn đẹp. Đọt 0.9, độ cứng cây này khoảng 2 h. Cái này nó nhẹ mọi người, nhẹ có 60g thôi. Dài 3 m, nhẹ 60g. Thu gọn là 85cm mọi người. Tay cầm được quấn nhợ. T693 giá 650 nha mọi người. Hàng là được bao ship, cây này còn đẹp. Tiếp theo là T694 mọi người. Một cây cần 7m1. Cây này 7m2, em đo thực tế lại là 7m1. Còn đẹp, còn nút chụp zin luôn nha mọi người. Đọt cây này là 1 chấm dài 7m1, đọt 1.8 mọi người, nặng 400g. Độ cứng cây này phải trên 2 h rưỡi nha mọi người. Còn nó có 3, 4, 5 h thì cái này phải nhờ các anh cần thủ rồi. Còn mọi người cần cái độ bỏng của cần á, khi mà ra cần có thẳng không á, thì nhắn Zalo cho em nha. Em quay gửi cho mọi người xem cho nó cụ thể nha mọi người. Đây, còn phôi thì rất là ok rồi. Hàng là bao lỗi cho mọi người luôn. Và nó nặng là 400g. T694 mọi người, giá 1.100.000 nha. 1.100.000, một cái cần dài 7m1. Còn đẹp. Tiếp theo T695, một cái cần 8m1, cây này là dài 8m1. Đọt 1.9 mọi người. Ở đây có xước một tí sơn mọi người. Cây này của Rosa. Phôi màu thì hơi bị cũ theo thời gian nha mọi người. Đọt cây này lớn nè. Đọt là 1.9 mọi người. Cứng cũng khoảng trên 2 h rưỡi. Trên 2 h rưỡi nha mọi người. Còn hơn nữa thì nhờ mọi người cần thủ ha, nhờ các anh cần thủ ha. Chứ còn cái này em cũng không có câu, nên là nhiều khi mình chuẩn đoán cái độ cứng nó cũng không có chính xác nha mọi người. Vì cần nhựt thì trên cần nó không có để cái độ cứng, nên mình chỉ ước lượng thôi. Nặng 470g, dài 8m1. T695, đọt 1.9 nha mọi người. Giá 1.300.000. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến mọi người là một số cây cần ráp khúc ha. T696 dài 3m6 mọi người. Cái này dài 3m6, có 4 lóng. 4 lóng. Và cái tay cầm nó đây mọi người, tay cầm nó hơi bị cũ theo thời gian nha mọi người. Đây, tay cầm đây mọi người, hàng nội địa Nhật. Vân giả trúc, dài 3m6, đọt 0.8, nặng 100g, thu gọn là 100cm. Cây này là hàng vân trúc nha mọi người, rất là nhẹ luôn. Cây này độ cứng tầm 1 h thôi mọi người, rất là dịu luôn. Cái này phù hợp cho mọi người câu suối, câu suối, câu mương, câu những con cá bé. Cầm cá tầm 1-2 lóng tay, phù hợp nha mọi người. T696 giá 650.000, một cây cần ráp khúc, dài 3m6. Tiếp theo là T697, một cây cần ráp khúc, dài 3m6 của hãng Daiwa. Daiwa có 4 lóng như thế này. Cái bao này màu xanh lá cây, nó không phải là bao zin của nó nha mọi người. Dài 3m6, đọt cây này là bu chống sắn luôn. Em xin lỗi nha, cây này không phải bu chống sắn mọi người, đọt thường thôi. Đọt là 1.1 và nặng 80g. Đọt 1.1. Và cây này thì nó là vân giả trúc như thế này. Dài 3m6 nha mọi người. Độ cứng cây này phải 2 h rưỡi hơn. T697 mọi người, giá là 800. Hàng là được miễn ship cho mọi người xài luôn ha. Tiếp theo là một cây cần ráp khúc nữa mọi người. T698 là cây cần của hãng Alpha Techco,
dài là 5m6. Cây này thì độ dài thực tế thì hơi không biết bao nhiêu, nhưng mà đo lại là còn có 5m6 nha mọi người. Đây, tay cầm nó là được quấn mây, còn nguyên cái nắp chụp luôn mọi người. Cây này thì còn nguyên zin nắp chụp nè, một lóng, 2, 3, 4, 6 lóng mọi người. Cây này có 6 lóng. Hàng cũng còn rất là đẹp cho mọi người. Đây. Gồm có 6 lóng như thế này. Mình ráp lại với nhau nha mọi người. Đây, 6 lóng ha. Màu rất là đẹp luôn, vân giả trúc. Đọt là 0.8, nặng 180 g, T698, giá là 900. Độ cứng cây này khoảng 1 hát rưỡi thôi nha mọi người. Phù hợp cho mọi người câu cảm giác thôi nha. Kéo ra thì cần cũng bỏng nha mọi người, và sưu tầm. Tiếp theo là một cây cần còn nguyên bao bì và nút nha mọi người, cây của hãng Daiwa. Dài là 3m6, cây cần T699. Dài là 6m3 mọi người, em đọc bị ngược ha. 6m3, cây này của Daiwa. Daiwa Made in Japan. Đây mọi người, cây này của Daiwa, còn cái bao đen là bao của Daiwa nha mọi người. Có cốt nô luôn rồi mọi người. Tem vàng xuất Nhật, và cây này là của Nhật sản xuất rồi, Made in Japan rồi. Cây này dòng của nó là dòng Harrier màu đen. Màu đen nha mọi người, còn nút chụp đầy đủ luôn. Cây này gồm có 1 lóng, 2 lóng, 6 lóng và bu là bu chống sấn. Bu là bu xoay 360 độ nha mọi người. Cây cần màu đen. Màu đen nha mọi người. Hàng Daiwa đen. Hai cái lóng đầu đọt của nó hơi khác nha mọi người. Đây, nó thiết kế hơi vân xíu ha. Còn phần phôi dưới thì nó là dạng trơn. Cái này là nhẹ lắm mọi người. Dài thì là 6m ha. 6m3. 6m3. Nặng là, đọt của cần này là 1 ly 2. Độ cứng cây này chắc khoảng 2H ha mọi người ha. Nặng có 140 gram thôi nha mọi người. Cầm cây cần lên thì rất là nhẹ luôn. Và T699 giá là 1.250.000 nha mọi người. 1.250.000. Và mọi người mua hàng thì gọi điện giúp em nha. Và em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em ha.